Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ 4 thì ha. Nó đến từ thương hiệu của Makita và nó có tên là MEM427 các bạn. Kỳ 427 này là 4, này là 4 kỳ nè các bạn. 4 thì ha. 27 là 27cc. Với tình trạng máy còn đẹp mới chát luôn các bạn. Nước ngoài nó xài cái tem để cỏ. Mới cáo luôn ha. Các bạn quan sát xem nó chạy chế quạt khí quanh rồ ha, xài rất là ổn định luôn. Dòng máy ha 4 thì ha, xài cam nhông cam nha các bạn. Cây này nó xài nhông cam cho nó không có xài cu ro cam ha, xài nhông cam xài rất là bền ha, không có lo đứt dây cu ro. Mà xem này 4 thì châm xăng riêng ha các bạn, và nhớt riêng ở đây, nút nhớt đây ha. Nhớt riêng ha, xăng riêng. Nhớt này các bạn châm vừa tới miệng thôi nha các bạn. Ở phía trong cây cây châm nhớt này nó có cây thâm nhớt đó, các bạn thâm giò nhớt còn nhiều ít đó. Nó nằm trong khoảng gạch chéo là được nha các bạn, nó còn trong khoảng gạch chéo là ok ha. Nó hụt gạch chéo là nó thiếu nhớt ha, còn nó dư quá nó chảy ra miệng là dư dư nhớt. Để chế quạt khí quanh rồ ha, máy còn tình trạng rất là đẹp, đẹp cáo luôn. Các bạn gỡ nội thất, gỡ cái áo gió nó ra, các bạn xem nội thất nó ốc ác còn vàng ính luôn, rất là đẹp. Makita ha, Makita 4 thì ốc dây đeo đó đây, ốc xịn sò ha, đẹp ha, dây cầm nó đây, tay nắm phía trái ha, tay nắm phía phải, tay ga zin luôn ha, cần láp nó đây, rất là đẹp luôn. Makita, cùi nữa đây, cùi có chống dính cỏ ha, phía dưới có chống mài mòn này. Công tắc nó được bố trí đây ha các bạn. Đấy. Xăng riêng nhớt riêng nha. Để mình thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Bơm xăng. Đóng e ha. Nếu mà nó đã nổ rồi thì mình giật nó nổ thôi, khỏi cần bơm nữa ha. Để mình giật nổ cho các bạn xem. Hơi rất là ngon luôn ha. Cái động cơ 4 thì này lúc nào nó cũng có xả áp tự động nha các bạn, nên giật rất là nhẹ ha. 4 thì là lúc nào nó cũng có xả áp tự động hết, tại vì cái tỷ số nén nó rất là lớn các bạn, chạy rất là ít ăn xăng luôn. Đấy, các bạn nào không có các bạn nào không có thích pha nhớt thì xài cây 4 kỳ này, một lựa chọn rất là ngon nghe các bạn, rất là mạnh luôn. Lên ga lớn cho các bạn xem nha. Lên ga ha, đụng ga là nó quay đó các bạn, đấy thấy không? Rất là dã man, chưa có hết ga đó các bạn, cái đó là chưa hết ga nha, mình là chưa hết ga luôn mà nó chạy kinh hoàng luôn.
chân tuột luôn ha. Đấy, rất là ngon nè. Rất là chậm ngừng luôn. Đây, trơn, rất là trơn luôn ha. Rồi mình tắt theo các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ 4 thì Makita MEM427 đến đây là tạm dừng các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.